giữa cuộc sống với nhiều sợ hãi và chết chóc thì có gì khác nhau nhỉ? Có đôi lúc khi tôi ở tận cùng đấy xong, tôi đã có cảm giác sợ hãi. Người đánh cá nói là những linh hồn trong sông nước thường hiện lên để đùa giỡn với mọi người. Có lẽ chị ấy là một linh hồn thật tốt.